Hi, chào các bạn. Nếu các bạn thích chơi cái bộ ghể thủy sinh đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ ghể của loại gao này. Nó đẹp không thua kém gì bộ ghể của gao lan, tuy nhiên là nó sẽ bền hơn bởi vì nó sẽ không bị thối củ như là củ khoai lang. Đây các bạn, đây các bạn thấy chưa, thấy cái bộ rễ đẹp không? Cái bộ rễ này nó có cái màu xanh ngã vàng một chút nè các bạn. Và bên đây mình cũng có thêm một cái bộ rễ nữa nè. Và tại sao mà mình nói là nó bền hơn bộ rễ của củ khoai lang? Tại vì trên thực tế á, là cái củ khoai lang nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái dây khoai lang mà người ta ghim xuống ở vùng đất xốp. Rồi sau đó cái rễ chính nó sẽ phát triển thành cái củ, và những cái rễ phụ nó sẽ nuôi cái củ. Còn cái trường hợp mà các bạn để nguyên cái củ khoai lang mà các bạn tạo cái rễ thủy sinh á, thì cái củ khoai lang đó nó sẽ cung cấp ngược lại cho cái bộ rễ, và cái rễ đó nó sẽ hút nước, nó cung cấp cho cái củ khoai lang. Thì cái củ khoai lang đó thì nó sẽ không có còn cứng và nhiều cái tinh bột giống như cái củ khoai lang mà các bạn trồng ở dưới đất xốp nữa. Cái chất dinh dưỡng trong nước nó không có nhiều, cho nên là từ từ nó chỉ cung cấp nước lên cho cái củ thôi, và từ từ cái củ nó sẽ mềm và có thể là cái củ đó nó sẽ thúi. Nhất là những cái củ mà khi mà các bạn lấy cái cây mà các bạn ghim ngang cái củ á, thì cái củ đó có khả năng bị thúi, và thế là cái bộ rễ đó nó sẽ hư. Còn đối với cái loại gao này á, đây các bạn xem nè, nó có rất nhiều cái rễ chính. Đối với loại gao này thì nó chỉ có gao và rễ thôi, cho nên sẽ không bao giờ có cái trường hợp mà thối củ. Mình sẽ bật đèn cho các bạn xem cái bộ rễ này đây. Đây cái bộ rễ này nó có cái màu xanh ha, màu xanh theo cái thân của cái gao luôn, rất là đẹp đấy. Và nó tủa ra rất nhiều. Nếu mà các bạn trồng ở trong một cái hồ cao, hồ kiến á, thì nó cũng sổ rễ xuống rất là đẹp luôn. Và cái nhánh rễ này đấy, các bạn thấy không? Đúng. Thì cái rễ này nó rất thích hợp cho các bạn để cá bầu vô nha. Để cá bầu vô, khi cá đẻ xong thì những con cá con nó bu ở đây nè. Đấy, cái hồ này là hồ cá coi đen mà mình cho nó đẻ ra xong rồi nè, rồi mình bắt cá mái ra, đẻ rất nhiều. Đấy, cận cảnh cho các bạn coi cái bộ rễ đấy, rất là đẹp. Và bên đây thì mình cũng có một bộ rễ nữa nè. Thì các bạn nhìn thì các bạn cũng biết đây là gao gì rồi ha. Đây là gao muống. Thì cái thuộc tính của gao muống ở miền Tây chúng mình là nó sống ở trong nước luôn. Đấy, cho nên là nó rất là tốt. Những cái vùng nước nào mà có gao muống thì nước nó rất là trong luôn. Bộ rễ này thì mình nuôi ra rất là dày. Tuy nhiên đối với gao muống á, các bạn ngắt đọt ăn ở vị trí nào cũng được hết. Tại vì ở những cái mắt như thế này, đây ở những mắt này như thế này thì nó sẽ đâm nhánh, nó ra đọt. Cho nên các bạn có thể ngắt ở lên đây ăn cũng được. Cái này các bạn ngắt ở đây ăn cũng được, nó vẫn lên đọt và nó vẫn sống. Nó chỉ cần có một cái nhánh chính thôi thì nó luôn luôn sống, và cái rễ này thì luôn luôn là bền vững. Nó không giống như là rễ của khoai lang. Khi mà cái củ khoai lang mà nó thối rồi, coi như là các bạn nuôi cái bộ rễ trong suốt cái thời gian đó thì coi như là công dã tràng nha. Bãi phun gòn này nó lanh lắm. Ngay cả ở ngoài tự nhiên á, cái vùng nước nào mà có gao muống á, thì nước nó rất là trong. Và cái rễ gao muống này nó có khả năng là khử độc được ở trong nước luôn. Cho nên là mình thấy là trồng rau muống nó rất là tốt. Và các bạn có thể dòm nè, để mình sẽ bật đèn cho các bạn xem sáng. Cái bộ rễ của rau muống đấy các bạn, nó có, như là nhìn kỹ thì nó sẽ có ba cái màu nó pha lẫn với nhau, đó là màu trắng, màu vàng và màu xanh. Màu xanh nhạt thôi, xanh lá cây nhạt, rất là đẹp. Và một nhánh rau muống thôi thì nó sẽ chia ra nhiều cái nhánh rễ lớn và nhiều cái nhánh rễ phụ. Một cái nhánh rễ phụ đây lớn đây nha các bạn, đây một cái nhánh rễ lớn mà nó chia ra nhiều cái nhánh phụ như thế này, rất là đẹp. Ở đây tại vì mình không có cái đèn màu đó các bạn, nếu mà mình có một cái đèn led màu nữa mình đặt vô cái hồ này thì các bạn trông nó sẽ rất là đẹp. Những cái bộ rễ như thế này thì rất thích hợp cho cá đẻ và nó có khả năng khử độc rất tốt, cho nên là nó sẽ giúp cho sức khỏe của con cá nó càng ngày càng tốt hơn. Còn khi mà muốn hái rau muống ăn thì các bạn cứ ngắt tự nhiên thôi. Ở mỗi cái mắt thì nó đều có thể mọc ra rễ và nó sống, đều có thể mọc ra đọt ra rễ và nó sống. Sẵn clip thì mình cũng khoe luôn bài gòn đợt này là đẹp lắm nha các bạn. Đấy, có những cái con mái là nó full mình luôn, để mình cho các bạn coi. Đấy, các bạn thấy con mái đẹp chưa? Cho nên do là gòn mình nuôi ở trong cái môi trường thùng mớp cho nên là thịt nó vàng và sáng. Ok, để mình sẽ cho các bạn xem rõ cái bộ rễ nè. Đây, thì cái rễ thì nó có nhiều cái rễ chính như thế này. Tuy nhiên ở những cái rễ chính thì nó có rất nhiều cái rễ phụ ra. Và ở những cái rễ phụ thì nó lại có những cái rễ phụ nhỏ nữa. Đó, 5 nhánh rất là nhiều, rất là đẹp. Và nó khoảng cách rất là đều nhau. Khoảng cách này thì nó thưa hơn rong rất nhiều. Cho nên là cái việc mà thức ăn, khi mà các bạn bỏ thức ăn xuống đó, thức ăn bám dính vô đây thì mà con cá ăn không được đó, thì trường hợp đó nó ngợi hơn rong. Sẽ ít có cái trường hợp mà thức ăn nó bám lại qua ngày rồi thức ăn nó hư. Thường là con cá nó sẽ ăn được hết, nó sẽ lách vô những kẻ này nó ăn được hết, rất là mềm. Rồi bây giờ mình thử thảy thức ăn vô cái phần mà có rễ thì để coi con cá nó có chui vô ăn được không nha. Ui, nó nhát, nó tập trung ở đẳng hết trơn rồi. Để mình dụ tay cho nó lại. Đấy các bạn, khi mà mình vẩy nước á thì nó không bám, nó không bám vô rễ nè. Hầu như là rễ nó nằm ở phần bên dưới và thức ăn nó nổi ở bên trên. Cái này nó ngợi hơn gông là ở chỗ đó. Rồi cách trồng rễ như thế nào thì các bạn cũng thấy đây nè. Đây là cái bộ rễ mà cái nhánh rau muống mới của mình nè. Mình chỉ cần cắt một nhánh rau muống và mình để cho nó nằm ngang như thế này. Thì ở những cái mắt này thì nó sẽ ra rễ và vừa ra đọt luôn. Đấy, cái này ra nhiều rồi nè, đẹp nè. Nó lên là rất đẹp luôn. Ui, có cá con rồi. Và nếu mà các bạn muốn cho cái rễ nó chìm xuống thì mình cũng có cách. Ở đây mình có một cái viên sứ tròn nè, đó mình nhét vô để cho nó nặng, nó đè cái cọng rau muống xuống cho rễ nó mọc ra nhiều hơn. Rồi, các bạn nghĩ sao về cái bộ rễ rau muống này thì các bạn hãy để comment ở bên dưới nha. Và các bạn nào biết được có bộ rễ nào có thể đẹp hơn và tốt hơn, bền hơn thì cũng có thể comment ở bên dưới để chia sẻ với cộng đồng cùng đam mê Ruby. Cảm ơn các bạn đã xem video này và xin hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau. Bye bye.